Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn đây là ba cây hoa nguyệt quế của mình nha. Thì ba cây nguyệt quế này mình trồng vào trong cái chậu chỉ có 3 ga lông thôi. Nên hôm nay mình thấy cái rễ của nó ăn xuống dưới phía dưới đáy chậu rồi ăn ngược lên trên. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái rễ của cây nguyệt quế, nó ăn hết phân và nó đi lên trên, nên Quỳnh Mai sẽ sang chậu cho nó nha. Thì đây là ba cái chậu mình chuẩn bị sẵn, ba cái chậu màu đen. Chậu này là 7 ga lông nha các bạn, còn cái chậu mà mình đang trồng là 3 ga lông. Mình sẽ sang qua chậu 7 ga lông để cho nó có đất, cho nó sống tươi tốt nha các bạn. Thì cũng theo như bình thường thì mình chọn cái chậu lớn gấp 2 hoặc là gấp 3 cái chậu cũ để mình sang chậu cho cái cây nguyệt quế nó có cái không gian để nó sống các bạn. Thì mình cũng dùng cái loại phân potting mix, mà cái potting mix này là của hãng Esper nha các bạn. Đó, thì ba cây nguyệt quế này mình trồng đã được gần 3 năm rồi các bạn. Mình ươm từ hạt, ươm cái hạt của nó rất là khó. Mình không hiểu là tại vì ở xứ lạnh ươm hạt nó khó lên, hay là cái hạt giống của mình đó, nó không có đúng cái tiêu chuẩn là phải già và khô. Nên khi mà mình ươm nó lên, mình có 15 hạt mà mình ươm nó thì mình chỉ có 3 cây lên hả các bạn. Đây là 3 cây. Rồi mình trồng từ hạt mà lên thành cây như thế này, cao cỡ 1m1m2 thì nó trải qua một thời gian rất là lâu, là 2 năm mấy được như thế này mà nó chưa có hoa nữa các bạn. Nên kỳ này Quỳnh Mai sẽ dùng cái phân Super Plum của hãng Scott để mình tưới cho nó có ra hoa hay không các bạn. Mà cái phân này mình đã dùng rất lâu rồi, 4-5 năm rồi, mà thấy tưới cây nào thì cây đó đều ra hoa hết. Thì hôm nay ba cái cây nguyệt quế của mình 2-3 năm mà không có ra hoa, nên mình sẽ sang chậu cho nó xong rồi mình sẽ tưới cái phân này nha các bạn. Thì sở dĩ nó thúc ra hoa tại vì cái NPK của nó đó, chất phosphor 55 số 9 giữa đó nó cao như vậy, thì nó bỏ vô thúc đẩy cho cái cây nó ra hoa, mà lần nào mình xài thì cũng có tác dụng tốt hết. Cây nào cũng ra hoa rất là nhiều, như cây ớt nè. Đó, các bạn nhìn thấy cái những chậu ớt của mình không? Trái xum xuê luôn, tại vì nhờ mình tưới cái phân Super Plum này đó các bạn. Nó ra hoa nhiều thì nó sẽ đậu trái nhiều. Đó, thì kỳ này mình sẽ tưới vào cái ba cây nguyệt quế này xem nó có ra hoa hay không nha các bạn. Rồi ngoài cái tưới phân đó thì mình sẽ cắt nhánh, cắt ngọn đó các bạn, rồi mình sẽ tước lá nó nữa để cho nó kích thích nó để nó ra hoa nha. Thì cái cây nguyệt quế này nè, nó cũng thuộc loại như là chanh tắc, bưởi, cam đó các bạn. Nó cũng y hệt vậy, cái lá nó cũng thơm cái mùi đó.
người ta cũng nói nó là một loại citrus đó. Thì mình sẽ tuốt lá nó, rồi mình cắt ngọn nó, xem coi nó có kích thích để ra hoa hay không các bạn. Rồi mình tưới cái phần này nữa đó. Thì cái phần này là một loại phân mà mình xài và giới thiệu với các bạn rất là lâu rồi. Tưới sứ Thái Lan nè, rồi tưới ớt, tưới đủ thứ hết, đều ra hoa hết. Mà kỳ này mình thí nghiệm đối với cái cây nguyệt quế này xem coi nó có ra hoa hay không nha các bạn. Hay là cái cây này nó có điều kiện khác, như là phải sống bao lâu mới ra hoa, như là phải sống đủ 2 năm hoặc 3 năm mới ra hoa, mình cũng không biết, để mình thí nghiệm cho các bạn xem nha. Thì bây giờ mình sẽ đổ phân vào trong cái ba cái chậu đen này để sang chậu các bạn. Mình đã bỏ đất potting mix vào trong ba cái chậu rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bón lót plankton trước khi mình cho cây vào trồng các bạn. Plankton này sử dụng cho tất cả các loại cây khi mà mình trồng các bạn. Organic mình bỏ cỡ chừng 2 muỗng canh nha. Ở phía dưới rồi mình mới đặt cây lên mình trồng. Bên đây cũng vậy, là cỡ chừng 2 muỗng canh. Phân này organic nên không có làm cháy lá khi mà mình quá tay các bạn. Tức là mình bỏ nhiều quá thì nó cũng không có bị cháy lá. Rồi mình đã bón lót cái phân plankton vào rồi, thì mình sẽ lấy cái cây nguyệt quế trồng vào nha các bạn. Mình đã thay chậu cho ba cây nguyệt quế rồi nè các bạn. Vào trong ba cái chậu 7 galon thì nhìn thấy ba cây nguyệt quế của mình nó đẹp hơn, coi khỏe khoắn hơn là mình để trong cái chậu 3 galon các bạn. Thì mình trồng nó đã được 2 năm mấy rồi mà nó chưa có hoa, chỉ có chiều cao, tức là nó cao lên các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái phân Super Bloom này để tưới cho nó nha các bạn. Thì mình đã chuẩn bị là một cái thùng nước. Đây, cái thùng nước mình đã đông 1 gallon nước vào trong cái thùng này. Và mình sẽ mở cái hộp này ra, mình bỏ cái phân Super Bloom vào và quậy cho nó tan nha. Cái muỗng này là cỡ bằng cái muỗng canh đó các bạn. Nếu mà mình đông dung như thế này thì cỡ một muỗng canh. Mình sẽ cho vào một cái 1 gallon nước, rồi mình quậy cho nó tan và mình tưới vào trong ba cái gốc này. Nó có màu xanh lá cây. Mình sẽ tưới vào trong ba gốc cây nguyệt quế để thúc nó ra hoa nha các bạn. Thì khi mà mình sang chậu, từ chậu 3 galon qua đây, thì mình lấy nguyên cái bầu ra, không có ảnh hưởng gì tới cái cây, rễ cây hết các bạn. Mình chỉ xôi cái lỗ cho đất ở trong cái bầu nó rớt ra. Tại vì người ta nói cái rễ bao không có tốt. Nếu mà mình sang chậu thấy có rễ bao, tức là rễ đi chung quanh cái thùng, thì mình phải làm cho đất ở trong cái đó nó ra rồi mình trồng.
thì cái rễ nó mới pha ăn vào đất mới, nó mới phát triển tươi tốt. Thì Quỳnh Mai đã làm xong rồi, trồng vô rồi, thì bây giờ mình sẽ tưới cái phân Super Plum này nha. Thì mình sẽ liên tiếp tưới 3 lần, tức là 3 ngày các bạn, rồi mình ngưng, rồi tuần sau mình sẽ tưới lại nữa các bạn. Thì để xem coi tác dụng của cái Super Plum này tưới vào cây nguyệt quế nó có ra hoa hay không các bạn. Tại vì mình trồng 2 năm mấy mà nó không có ra hoa cái hoa nào hết. Bây giờ mình sẽ đổ cái chất phốt pho vào trong cái ba chậu hoa này để xem coi nó có ra hoa hay không nha. Thì cái hoa nguyệt quế này rất là thơm, nó giống như là hoa của cây bưởi, cây cam, cây tắc, cây quýt gì các bạn, màu trắng như vậy và có những cái cánh, năm cánh như vậy, và mùi thơm thơm bát ngát luôn. Nếu mà mình trồng một chậu thì nguyên cái nhà của mình nó thơm các bạn đó. Thì đây là loại jasmine nha, người ta gọi nó là orange jasmine, đó là tiếng Anh đó các bạn, là tiếng là cái tên của cái cây nguyệt quế này là orange jasmine đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mình sang chậu cho mấy cái cây nguyệt quế của mình, và mình tưới phân Super Plum để cho nó ra hoa nha các bạn. Vậy là xong rồi. Thì sẵn đây Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn thêm một điều nữa là ngày hôm nay ở Amazon có sale Super Plum với giá rẻ nha các bạn. Mình đã trồng xong 3 cây hoa nguyệt quế vào trong chậu và dùng cái phân Super Plum để tưới cho 3 cái cây hoa này. 3 cây hoa nguyệt quế này nó trổ hoa các bạn. Và sẵn đây Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là cái phân Super Plum của hãng Scott hôm nay sale nha các bạn. Đây là sale mỗi hộp vậy là $13.60, giảm giá tới 41% các bạn. Thì các bạn nào cần thì lên Amazon để mua nha. Thì mình mua over $35 thì free shipping nha các bạn. Đó. Vào ngày free shipping vào ngày thứ năm tháng 10, 3 tây tháng 10 vào ngày thứ năm các bạn. Nếu mà mình mua over 35 thì được free shipping. Đó. Thì mình đã nói cái công dụng của cái phân Super Plum này rất là tốt nha các bạn. NPK của nó thì B ở chính giữa là số 55, làm cho cây nó trổ hoa. Thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay Amazon nó sale nha, cái giá là $13.60, mua over 35 thì được free shipping. Thì các bạn có thể mua 4 hũ như thế này thì được free shipping nha các bạn, để xài ở trong vườn của mình. Đó.
Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn video kỳ sau.